coffee. Kiểu như sáng không thể bắt đầu được nhưng mà không thể thiếu coffee. Sáng giờ là anh không nói gì hết trơn đúng không? Đi giờ lại cái câu đầu tiên là anh cất lên luôn mọi người. Mới đầu lên anh định skincare xong rồi mới ăn sáng, nhưng mà mang mưa thì gần vô mùa mưa rồi đó, cho nên là tối thu giờ, cho nên đi ăn sáng trước xong bây giờ skincare rồi đi làm việc luôn. Một ngày ở trong kỳ giãn cách của Lân Anh sẽ như thế nào thì từ cái lúc mà cả tháng trước rồi á, nó cứ như vậy. Tại vì chồng Lan Anh đã work from home gần 2 tháng rồi, công việc của chồng Lan Anh thì cũng không có cần phải online nhiều, cho nên là chồng Lan Anh chịu trách nhiệm cho cái chuyện chăm em bé hết, cho Lan Anh có thể tự do thoải mái làm việc, nấu cơm, tập thể dục. Lan Anh sử dụng Declare mới mập mụn bên đây, kiểu như xài retinol á với lại xài BHA á, nó đẩy mụn lên nhưng mà không có thể đi lấy mụn được, cho nên nó cứ trồi lên trục xuống hoài, rất là tức. Là Lan Anh sẽ đánh son cho nó tươi tắn một chút. Sau đó thì Lan Anh sẽ sử dụng cái này. Cái này xài cũng gần hết rồi, còn có 1/4. Kiểu da đang hơi mệt đó, xài cái này da nó khỏe lên dữ lắm. Lan có xài cái nước thần Clarifix nữa, với lại cái này thì Lan thấy cái bộ đồ này nó hỗ trợ cho cái chuyện làm khỏe da rất là tốt. Thì cái này không phải là xài là thấy liền đâu, mà chỉ khi nào mà da mình kiểu nó yếu, nó bị bệnh hay là nó có vấn đề gì mà nó cần phục hồi và nó cần cái độ khỏe thì lúc đó mới biết được cái tác dụng của cái này. Khi mà mình xài lâu dài thì da mình phục hồi được kiểu nhanh hơn và nó khỏe hơn bình thường nhiều. Tại không phải là cái skincare nào cũng sẽ có tác dụng tức thời á, mọi người hiểu không? Cái này nó thấm khá là nhanh á, thì mình sẽ thêm một miếng gel dưỡng da đi, tại vì đang cần làm dịu một chút, nhưng mà ít thôi, ít chút, ít 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 thôi. Cái này là của C1004 nè. Lan có một cái món mà Lan rất là muốn chia sẻ cho mọi người, kiểu như một cái update mới mà Lan biết luôn á, kiểu như nó là một cái phát hiện rất là vĩ đại của Lan Anh luôn mọi người. Em này là Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk for Sensitive Skin, có chỉ số SPF 50 cộng và PA 4 dấu cộng. Bản năm ngoái Lan cũng xài rồi, nhưng mà Lan đặc biệt thích cái bản năm nay hơn. Cái bản năm nay á, nó được update cái bản thành phần rất là đẹp luôn á. Thì Lan sẽ xếp cái screen bản thành phần ở đây cho mọi người. Cái này là dạng sữa lỏng cho nên là mình nên lắc lên trước khi sử dụng, và nó rất là dễ tán ở trên da, không có gây vón cục. Và đặc biệt á, là sau khi thấm á, là nó sẽ để lại một cái lớp màng giống như một cái lớp bột phủ phấn ở trên mặt vậy á, rất là mịn và nó làm cho da rất là mềm, và nó có một cái độ ánh hồng hào ở trên da đó. Các bạn sẽ thấy cái finish trên da của Lan Anh. Cái em build này có nâng tông nhẹ nha mọi người, rất là thích hợp với những cái ngày nào mà rất là lười make up nhưng mà kiểu muốn mình phải xinh á. Lan Anh sẽ sử dụng đồng xu tỷ, cái này là dạng sữa không có chét ra cái ngón tay được. Thường nếu mà dạng sữa thì Lan Anh sẽ kiểu như nếu mà ước lượng thì sẽ là 4 cái ngón tay luôn. Một cái đồng xu như thế này. Bản mới năm nay thì Lan thấy thấm nhanh và ráo hơn cái bản cũ cực nhiều luôn á mọi người. Cái bản cũ thì nó hơi khó thấm một chút. Cái sản phẩm Mild Milk này nó thuộc dòng dành cho da nhạy cảm và nó rất nhẹ nhàng. Cái này em bé trên 1 tuổi xài được, và Lan cũng đang xài cho Ben, tại vì Ben có một làn da rất là khô á. Cái cơ địa của Ben là dễ bị chàm khô với lại chàm dị ứng. Thì và đặc biệt là Ben rất là thích đi chơi nữa, kiểu như là cần phải sức kem chống nắng nhiều để bảo vệ da á, chứ không là da bị cháy nắng với lại bị khô. Cho nên là Lan Anh cho Ben xài chung với Lan Anh cái này luôn. Nói một chút về tại sao Lan thích cái bản năm nay hơn á, thì thứ nhất về công nghệ với lại cái thành phần của nó được cải tiến rất là nhiều. Thứ nhất đó là các hoạt chất chống nắng nó được update lên hơn rất là nhiều so với năm ngoái á, toàn là mấy cái hoạt chất xịn không à. Lan Anh Research thì thấy trời ơi, kiểu nó xịn rất là nhiều, như là Tinosoc S rồi Univin A rồi này nọ các thứ. Và đây là kem chống nắng vật lý là hóa học, cho nên là nó không có bị kiểu vệt trắng của vật lý á, mà nó dễ thấm, nó không có bị nặng mặt. Ngoài các hoạt chất chống nắng thế hệ mới ra á, Anessa cũng có rất là nhiều cái công nghệ mà nó giúp cho cái sản phẩm của nó nổi bật hơn các sản phẩm khác trên thị trường. Giống như cái em mới này á, nó khác em năm ngoái là nó có khả năng chống bụi mịn nữa. Và cái em này còn có một cái công nghệ riêng cho cái em Mild Milk là cái công nghệ Smooth Protect. Thì cái công nghệ này á, nó sẽ giúp cho cái khả năng chống bụi mịn của cái em Mild Milk này nó hoạt động mạnh mẽ hơn. Thì Lan Anh sẽ add lên cái màn hình cho mọi người dễ theo dõi nó như thế nào. Thì cái công nghệ này á, là giúp cho khả năng chống bụi mịn của em Mild Milk này mạnh mẽ hơn, chính là do các cái phân tử mà chống tia UV ở dạng nano, cho nên là sẽ giúp cho sản phẩm dàn đều ở trên da, giúp chống lại tia UV hiệu quả hơn, mà kết cấu của nó vẫn mỏng nhẹ chứ không có bị dày trên da, không có gây cho mình bị nặng mặt. Cái này Lan thấy dùng cho da treatment cũng được, Lan Anh xài bữa giờ không có thấy bị sạm hay bị đen hay là bị gì hết. Tuy nhiên là mình phải dùng đủ liều lượng nha. Hồi nãy một đồng xu là mới có nửa mặt ở dưới thôi, chưa là tới trán và chưa ở cổ. Cho nên là mọi người đặc biệt là phải xức đủ liều lượng. Rồi thấy là mặc dù xức nhiều như vậy nhưng mà kiểu như là nó không có bị trắng, kiểu trắng toát hay là trắng tím á, mà nó hồng vậy nè, tán cũng rất là dễ, không có bị vón. Ví dụ hồi nãy là anh có một lớp ở dưới rồi, nhưng mà lớp thứ hai lên cũng không bị vón luôn. Và thứ hai á,
nó rất là thích hợp với những người nào mà workout nhiều như Lan Anh, hoặc là nhà Lan Anh có sân vườn á, là nó có công nghệ Aqua Booster X. Thì cái công nghệ này nó sẽ giúp cho cái hoạt chất, cái màng lọc chống tia UV nó hoạt động kiểu như nó sẽ bền vững hơn khi mà nó gặp nước và mồ hôi. Bởi vì hôm bữa Lan có xài một cái kem chống nắng vật lý lai á, và nó không có chống nước á. Lúc mà Lan workout mồ hôi Lan chỉ xuống á, lại kem chống nắng nó chảy theo luôn, cho nên nó đâu có chống nắng được gì đâu. Mà nhà Lan vừa cửa sổ các bạn thấy rồi đó. Cho nên nice. Thứ ba là các em này nó có thêm 50% thành phần dưỡng da ở trong cái em mới này nè, được cải tiến và nâng cấp với các chiếc xúc từ hoa mẫu đơn, là cái hoa mà Lan rất là thích, kiểu nó sang, nó xịn, nó mịn, người ta thơm đi á. Cuối cùng á là cái em này nó sẽ không có cồn, không có hương liệu, không có màu, không có paraben hoặc là dầu khoáng hoặc là những cái chất mà nó dễ gây kích ứng cho da của mình, và nó rất là dễ tẩy trang chứ không có kiểu gây dính dính ở trên da mà không có tẩy trang được, cho nên nó sẽ không có gây bí tắc và làm cho mình bị nổi mụn. Thêm một miếng nữa để lên cổ. Lúc mà mặc cái áo cổ này là phải chét. Cái em này thì được recommend cho bạn nào mà da kiểu nhạy cảm với lại hỗn hợp thiên dầu, làm sạch thiên khô thì có dưỡng dưỡng ở dưới vẫn được, vẫn ok nha. Cái em này tầm 30 phút sau là nó ráo hẳn, nó rất là để làm cái finish rất là đẹp. Cái này là đang order trên Instagram, cà phê muối uống như kẹo anh Belly Be mà nó chảy ra vậy á mọi người, nó ngọt lắm. Lát nữa anh phải xuống với nhà thêm cà phê, bây giờ mới có 8:30 sáng thôi. Hồi nãy bớt mưa rồi, mình make up một chút. Ngày nào mà Lan có làm việc là Lan Anh sẽ make up. Hôm nay á thì lát nữa Lan Anh sẽ ngồi vào blend để vào blender để Lan Anh blend coi lại Lan Anh hôm nay cần làm cái gì. Kẻ một chút lông mày nha, kẻ cái đuôi hui. À thì lông mày mọc ra nhiều quá rồi đó, kẻ nhiều nó bị đậm. Tối nay thì Lan Anh có một cái livestream với lại Watson, thì Lan Anh sẽ cho mọi người coi coi là Lan Anh làm việc ở nhà mà livestream thì nó sẽ như thế nào. Lan Anh không có phải đơn giản là chỉ cầm điện thoại lên livestream đâu, mà Lan Anh mua hẳn một cái webcam về, xong rồi Lan Anh mua một cái phần mềm, mới mua cái đó miễn phí. Mình sẽ đánh màu hồng của Sunny Face màu beach. Cái này á thì mình sẽ có thể tán bằng tay được, tán cái này nhẹ cho nó dễ hương nè, kiểu ửng hồng tự nhiên á. Thì Lan Anh sẽ làm việc tầm 1 tiếng, tới 9:00, 9:30 thì Lan Anh sẽ bắt đầu workout. Lan Anh sẽ mới qua buổi sáng, sau đó thì tầm 10:30 á thì Lan Anh sẽ xuống dưới nhà để Lan Anh nấu cơm cho Ben, tại vì Ben á ăn đồ không có chung với mọi người tại chưa có nêm. Hôm nay thì Lan Anh sẽ nấu cho Ben mì lương, mì xào lương, và Lan Anh thì ăn ức gà sốt teriyaki với lại cơm lúc chết cha quên nấu cơm rồi. Tại nhà Lan Anh có một cái nồi cơm mà không có nấu sớm á, cái cái bị chửi. Tại lúc mà ăn kiêng á thì Lan Anh thấy là cần phải cố gắng sắp xếp mọi thứ cho phù hợp với cuộc sống của mình, không ảnh hưởng tới cuộc sống với lại cái nếp sinh hoạt của mọi người xung quanh. Và đây là xong cái khuôn mặt trang điểm của mình. Mình sẽ thả cái máy ra một chút. Ngu lắm, trời ơi, cắt cái máy ngu dễ sợ. Mình gót hay là mình bánh ra anh đi. Vậy đi. Xong rồi, mời các bạn theo Lan Anh qua bài làm việc. Trời ơi, Lan rất là thích cái finish này luôn. Mụn, không sao, có mụn không sao đâu mọi người. À, Lan phải đi tưới cây nữa. Đúng rồi. Đây là cái cây chuồn chuồn này. Và hôm nay là tới ngày tưới cây rồi, Lan sẽ đi tưới cây. Hình như là có nhện, tại vì mạng nhện nhiều. Lan ghét nhện lắm. Làm gì có một cái ấy. Thật ra là nó không bị cận, nhưng mà lúc nào Lan làm việc máy tính Lan cũng đeo mắt kính hết để cho mắt không có bị mỏi, chống tia UV á. Nè. Nhưng mà chắc là Lan Anh sẽ khoan là việc máy tính, tại vì hôm qua Lan coi phim nhiều quá Lan bị chóng mặt nhức đầu. Lan Anh đang coi Prison Playbook với lại chồng Lan Anh. Trời ơi cái phim đó nó mắc cười dã man luôn mọi người. Với lại hôm nay là Lan Anh sẽ coi Hospital Playlist. Cái phim nó mắc cười dễ thương. Mình sẽ ngồi làm plan, đây là cuốn planner của mình. Và Lan đã duy trì được cái thói quen planner này cũng được 2 tháng rồi đó mọi người. Wow. Và hồi đó thì Lan còn hay vẽ nha, chứ bây giờ Lan mua sticker Lan dán ra luôn rồi. Đó tuần trước thì Lan không có viết, tại vì Lan tuần trước Lan rất là nhiều việc cho nên Lan chỉ có viết thôi. Tuần này thì ít việc hẳn. Nice. Xong rồi thì bây giờ là tới 10:00 luôn rồi. Lan Anh sẽ đi nấu cơm trước, tại vì Ben đang sớm. Lan Anh sẽ lên tập thể dục sau. Bây giờ thì Lan Anh sẽ cho mọi người xem thử coi là một ngày Lan ăn gì. Hồi buổi sáng thì Lan ăn bánh mì muffin rồi. Cái muffin đó thì nó là bánh mì nguyên cám, cho nên nó rất là tốt cho những bạn nào ăn clean. Ben đâu rồi ta? Hello mọi người đi.
sao không có camera luôn vậy? Cho nên mình tập tay thôi, tập cơ, chứ hôm nay mình sẽ nghỉ cardio một bữa. Kiểu như là tùy theo cái sức khỏe của mình mà mình tập thôi. Mình đừng cố gắng tập hết, tại vì cái gì nó cũng phải phù hợp với mọi người. Đây là cơ bụng của mình. Mình đã tập lên được một chút cơ, là một cái đường ở đây tới lại hai cái đường bên này, nhưng mà vẫn còn mở nha mọi người, vẫn còn mở tại vì nó khá là lâu năm á, nhưng mà như vậy cũng ok luôn. Tại vì bên quay đêm mình thường như vậy, thì thường trong lúc tập mình hay nghĩ ra những thứ hay hay cho video thì mình sẽ nốt vào planner, là cái planner của mình đó. Đó là cách mình làm việc hiệu quả, kiểu như là mình lúc nào cũng suy nghĩ á. Mình rất là thích những cái công việc sáng tạo như vậy. Bây giờ đã là 2 giờ trưa và Ben đã ngủ trưa dậy. Và bây giờ chồng mình đang working, cho nên là mình coi Ben một chút. Nhưng mà các bạn thấy nó nắng rồi đó, cho nên là mình vẫn phải rìa ra lại kem chống nắng. Sao? Ồ, chơi đi, không muốn chơi vậy con chơi đi. Thì hồi nãy trước khi ngủ trưa là Lan Anh đã tẩy trang với nước tẩy trang rồi, với lại sức toner rồi. Cho nên bây giờ Lan Anh chỉ thoa lại cái này thôi. Ben đang rất là thích cái tủ mỹ phẩm của Lan Anh. Mẹ ngồi chơi nha. Lúc mà ở nhà đó, thì cái chuyện rượu ra lại kem chống nắng đó, nó cũng nhiều bước hơn. Tại vì lo uống da sạch, cho nên là Lan Anh tẩy trang lại và skin care lại luôn. Nhưng mà buổi chiều thì nó không nắng như buổi sáng, cho nên Lan Anh xài kem chống nắng khác đi, tùy mood mình xài thôi, chứ không phải có một loại mình xài hoài. Thì cái này xong rồi thì Lan Anh sẽ xài cái này, tại vì Lan muốn khoe hết đồ mới trong video luôn. Thì đây là Anessa Moisture UV Sunscreen Mild Gel
có chỉ số SPF 35 với lại BA 3 dấu cộng thui, cho nên là nó sẽ hơi yếu. Rồi trời buổi sáng em báo lại cho mẹ đi. Rồi cầm đi được. Thì cái kem chống nắng này á cũng dành cho em bé xài được luôn. Cái dòng này là cái dòng cho da nhạy cảm á, và có thể dùng cho em bé trên 1 tuổi nha mọi người. Ủa chả ai coi. Thì cái chỉ số chỉ có SPF 35 thôi, cho nên hay xài buổi chiều hoặc là những cái ngày nào mà nó mưa âm u hết luôn thì Lan mới xài. Và mỗi lần xài á thì Lan Anh sẽ xài như thế này. Cái chất này là cái chất dạng kem, nó như là kem dưỡng vậy á, thoa lên nó sẽ giống kem dưỡng. Đó. Cái thành phần của em này thì nó cũng đẹp giống như là em milk hồi sáng, chỉ khác cái texture với lại cái SPF nó. Cái SPF nó thấp hơn là cái em milk hồi sáng thôi, và nó có thể làm lớp lót makeup rất là đẹp. Nó không có làm bón cái kem nền hay là trừ kem nền luôn. Cái finish trên da của Lan thì nó sẽ ráo, nhưng mà nó sẽ không ráo bằng cái em Milk hồi sáng. Mà dùng kem này thì cũng phải có skin care nha mọi người, đặc biệt là không cay mắt. Kem này thì nó không có nâng tông da nhiều như là cái em Milk, cho nên là thí dụ mà các bạn nào mà thích kem chống nắng không có nâng tông mà nó cũng không có bị xỉn màu á thì dùng cái này rất là ok. Sao rồi, em này cũng có chống bụi mịn nữa, và nó cũng có rất là nhiều công nghệ độc quyền của Shiseido, như là aqua booster nè, là chống nước. Nếu mà gặp nước với lại mồ hôi á thì cái hoạt chất chống nắng nó sẽ bền vững hơn, và nó tẩy trang dễ hơn. Có công nghệ là very water resistant, là cái chống trôi ở trong nước tới 40 phút. Thì các bạn có thể thoa xuống các bạn đi tập thể dục chống len ăn hồi sáng. Cái em này cũng có 50 trong thành phần, đó là không cồn, không hương liệu, không màu, không paraben và không dầu khoáng. Rồi dính dòi dơ rồi. Rồi để sức lẻ chơi em nha. Cái em này hay là cái em Milk hồi sáng á đều rất là nhẹ. Nó thoa rất là được ở trên da á. Không có bón thôi, giờ finish đẹp. Bây giờ mình chơi cái gì? Chồng này lên đúng không? Chồng này lên trước mới chồng này lên được. Chậm này lên. Yeah. Nổ. Thư mẹ là sao? Thì mình sẽ coi Ben. Cho tới lúc mà chồng mình làm việc xong thì mình sẽ set up cái chỗ livestream tối nay. Thì mình sẽ thay một cái quần rất là đẹp thành một cái quần ở nhà đây mọi người. Mình vừa mới làm một cái trò chơi cho Ben, là bỏ cái bài vô cái này thui. Trời, thằng Ben. Nè, bỏ vô. Cái này là trò chơi kết hợp tay với mắt. Đó, mình kiên nhẫn mình chơi nha. Ừ. Đó, Lê Anh rất là cố gắng tìm mấy cái trò chơi như thế này trong khả năng, không tốn quá thì nhiều tiền để mua đồ chơi. Tuy là mặt Lan Anh đang không có phải đang ở trong trạng thái tốt nhất của da, nhưng mà lúc nào Lan Anh cũng yêu nó hết. Phải có một tình yêu tích cực như vậy thì da của mình nó mới care mình được, mình skin nó mới care, chứ không thì nó sẽ không care đâu. Lan Anh với chồng Lan Anh là đã cọc tiền học cho Ben rồi, là 18 tháng là đi học luôn, nhưng bây giờ 19 tháng rồi vẫn đang ở nhà. Ok, mình mới thay đồ tập, mình gửi được Ben rồi. Bây giờ mình sẽ tập thêm 20 phút cardio với bụng nữa. Tại vì á, một cái bài cơ của mình nó rất là nhiều, cho nên là tập 1.5 tiếng nó hơi nhiều, mà còn tập thêm cardio nữa thì nó dài quá. Cho nên là mình chia ra kiểu như là mình tập cơ buổi sáng, xong buổi chiều có thời gian mình sẽ tập cardio. Mình sẽ tập cái bài này. Mọi người cùng tập nha. Lúc nào sao sao cũng như vậy. Thì mình, trong lúc mình đợi ráo mồ hôi đó, thì mình sẽ set up cái chỗ tối nay livestream luôn. Yeah. Đẹp. Nói chung là hôm nào mà mình kiểu hơi buồn ngủ
xong mình tập cardio mình thấy tỉnh liền. Vâng, extra hơn là cho một cái màu vàng vô background. Bây giờ thì mình mới xới tóc xong, mình vừa mới nấu cơm cho Ben xong. Ben ăn cơm cuộn trứng với lại canh rau củ. Bây giờ mình sẽ make up trước, xong rồi mình ăn tối, xong mình cho Ben ngủ, rồi mình quay lại livestream. Chồng mình đang cho Ben ăn cơm và mình sẽ make up. Và các bạn thấy một ngày của mình nó cứ liên tục vậy đó, cho nên là mình khá là mệt. À, nó lại như vậy được 3-4 tháng rồi, là mình là hoạt động liên tục. Nếu mà không có chồng mình ở nhà thì mình chăm Ben từ sáng tới chiều, xong mình tối mình vẫn tiếp tục làm việc đó. Đây là mình sau khi live stream xong. Nói số 1 tiếng đồng hồ luôn. Muốn xỉu. Giờ mình sẽ về mình tẩy trang, mình skin care và mình đợi tới 9 giờ để coi. Happy star, please. Đó là niềm vui cuối ngày của chúng mình. Mình chỉ còn 2 tập nữa thôi là mình finish Prison Playbook rồi. Only 2. Bây giờ mình sẽ skin care, xong rồi mình sẽ đi coi phim. Mình sẽ kết thúc cái video này ở cái chuyện skincare với mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ tẩy trang với lại dầu tẩy trang của Shu. Cái chai màu nâu này á rất là đã. Thường thì nếu mà không có livestream hay là không có làm việc buổi tối á, kiểu mình sẽ kiểu liên tục tới 8 giờ rồi mình sẽ skincare sớm. Mình không muốn để những thứ trên mặt mình quá lâu. Trời, cái mascara này rất là dính. Thường thì đang tập sẽ tẩy trang khăn nóng, thì mình cứ dùng dầu tẩy trang xong mình hứng một cái chậu nước nóng thiệt là nóng, xong mình dùng khăn tẩy trang mình lại tan chảy cái lớp dầu này đi. Nếu mà không có đủ quá thì nó thích lợi với các bạn hơn. Khăn này anh dùng là khăn em bé. Mình sẽ rửa mặt ở nước tắm luôn, mình sẽ quay lại skin care cho mọi người sau. Ok, là sẽ dưỡng môi luôn. Sau đó thì sẽ xài DHA. Da đang hơi không sạch lắm, kiểu như cái nãy mụn lên nó mà không có đi thấy mụn nữa. Thì DHA thường nên anh rửa mặt xong nên anh dùng luôn, tại vì nó hoạt động tốt nhất khi mà DHA thấp. Cái này thì là vẫn dùng của Color Choice nè. Cái này là review nhiều lắm rồi. Cái này là Anti Redness Exfoliating Solution có 2% DHA. Ta thấy cái này xài tốt hơn là cái chai cái dạng gel màu đen. Cái màu đen nó không có thấm, cái này nó thấm. Lan anh đáng lẽ là phải đợi cho nó khô nó thấm thì mới quay bước tiếp theo, nhưng mà Lan không có thời gian, hơi buồn ngủ lắm, cho nên em sẽ xài nước thần của Lancome Clarific. Chắc là không phải giới thiệu quá nhiều nữa, thì Lan biết là nếu mà không đợi thì nó sẽ không phát huy được cái hiệu quả tốt nhất của BHA, nhưng mà Lan thấy cái routine này ok với Lan anh thì nó nhanh dùng vui. Sau này sẽ dùng cái mắt tung để nó khô, cũng có đỡ chứ bộ, nhưng mà phải đợi đúng với cách đợi cái tiếng nó thầm lắm, nhưng mà dùng cho nó ẩm của Estée Lauder rất là tốt, rất là ẩm mắt. Sau đó thì sẽ dùng bên anh để phục hồi da, ẩm da đó, chụp nhiều kiểu những cái hoạt chất rất là đơn giản. Cái bên anh của SkinCeuticals kiểu như là nó là một cái đảo cách khác hẳn so với các loại bên anh khác đó. Cái tốc độ phục hồi da của nó rất là nhanh.
serum là xong. Tại vì nhớ mùa hè cũng ẩm cho nên là cũng không có dùng nhiều lắm. Mấy cái lớp mỏng trước rồi tới cái lớp serum này là đủ cho sáng mai. Cái này cũng review nhiều. Cái này là của Suzu Ginseng. Ginseng là nhân sâm, nước chấm lão hóa, thuần hôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Bye bye.